kiệm, trả góp mấy năm, may ra mới có một căn nhà. Để dành tiền để mua nhà hả? Biết khi nào mới mua nổi. Suốt đời là ở nhà thuê thôi. Lấy một anh chàng nào đó có nhà sẵn. Đó là sự thật. Chương trình truyền hình thực tế Big Brother đã chính thức đến Việt Nam với tên gọi Người Giấu Mặt. Đây là một hiện tượng của lịch sử truyền hình thực tế thế giới. 12 thí sinh sẽ phải chấp nhận một cuộc sống không có sự riêng tư. Mọi cung bậc cảm xúc của từng thí sinh sẽ được ghi lại một cách sống động và chân thật nhất. Người cuối cùng ở lại trong ngôi nhà của Người Giấu Mặt sẽ là chủ sở hữu một căn hộ. Tôi chỉ muốn cả nước biết đến tôi là ai. Để được tham gia chương trình Người Giấu Mặt với giải thưởng giá trị cùng trải nghiệm thú vị, đăng ký tại website ngườigiấumặt.vtv.vn. Người Giấu Mặt cần bạn.